Chương trình tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ dẫn các tin chính sau đây. Úc, Mỹ sắp họp về vấn đề quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về cáo buộc can thiệp bầu cử. Cảnh sát bắt được nghi can nghi giết hàng loạt tại Houston. Chủ sông bài Mandalay Bay chối bỏ trách nhiệm vụ thảm sát ở Las Vegas. Nguyễn Hải Long nhận tội tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Và sau đây là phần mở đầu tin tức với định trình thế giới. Cựu Tổng thống Obama đọc diễn văn mừng sinh nhật cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Sáng 17 tháng 7, cựu Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn mừng sinh nhật lần thứ 100 của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người từng ngồi tù hàng chục năm vì chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Qua bài diễn văn, ông Obama kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tôn trọng nhân quyền và các giá trị khác đang bị đe dọa. Dù không trực tiếp nêu tên người kế nhiệm là Tổng thống Trump, bài diễn văn của ông Obama ở Nam Phi đã phản đối nhiều chính sách của ông Trump, khi kêu gọi mọi người giữ nguyên lý tưởng của ông Mandela, mang lại kết quả tốt cho nền dân chủ, sự đa dạng và nền giáo dục tốt cho tất cả mọi người. Ông Obama mở đầu bài diễn văn với việc mô tả thời đại ngày nay là kỳ lạ và không chắc chắn. Tin tức hàng ngày khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang và lo ngại. Ông có cảm giác rằng thế giới đang đe dọa sẽ quay trở lại về một lịch sử cũ đầy nguy hiểm và tàn bạo. Bài diễn văn của ông Obama được truyền hình trực tiếp ở Nam Phi, được sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông 14.000 người lấp kín một sân vận động ở thành phố Johannesburg và được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của ông Obama kể từ khi rời khỏi văn phòng vào đầu năm 2017. Trong tuần này, ông Obama dừng chân thăm Kenya, sau đó tới thăm một khu vực ở nông thôn là nơi người cha quá cố của ông từng sinh sống, thưa quý vị. Tránh quá tải trên tàu điện ngầm, gần 800 công ty ở Nhật Bản cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Nhằm tránh tình trạng quá tải trên các chuyến tàu điện ngầm, 740 công ty của Nhật Bản, bao gồm cả Microsoft, cam kết áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, bao gồm cho phép nhân viên được làm việc tại nhà. Trong kế hoạch chuẩn bị cho các lễ hội thể thao lớn Olympics và Paralympics sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản năm 2020. Thị trưởng thành phố Yuriko Koike đã phát động chiến dịch GRBs để giảm bớt tình trạng quá tải trên các chuyến tàu điện ngầm tại Tokyo. Straits Times đưa tin, các chuyến tàu điện ngầm trong khung giờ cao điểm tại Tokyo vốn nổi tiếng là vô cùng đông đúc và quá tải, khiến hành khách không thoải mái, đặc biệt là trong các tháng mùa hè ẩm ướt. Một số công ty tàu điện ngầm cũng tham gia chiến dịch bằng cách gia tăng số lượng chuyến vào buổi sáng các ngày trong tuần. Nhiều doanh nghiệp khác còn cung cấp bữa sáng miễn phí để khuyến khích nhân viên đi làm sớm. Theo bà Koike, chiến dịch GRB sẽ kéo dài từ 9 tháng 7 đến 10 tháng 8. Đây cũng là năm thứ hai Tokyo thực hiện chiến dịch này. Năm ngoái, 260 công ty và các văn phòng ở thành phố đã tham gia. Tình hình giao thông bằng tàu điện ngầm hiện nay tại Tokyo đã dễ thở hơn rất nhiều so với những năm 60 và 70, khi mà những ô cửa sổ trên tàu thậm chí còn bị nứt vỡ dưới sức ép của quá nhiều người bị nén chặt trên xe, thưa quý vị. Mật vụ Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump tại Scotland qua đời. Theo Guardian, nhân viên mật vụ không được tiết lộ danh tính để đảm bảo quyền riêng tư. Một số nguồn tin nói rằng người này có 19 năm kinh nghiệm trong nghề mật vụ Mỹ phải nhập viện vào hôm 15 tháng 7 do bị đột quỵ khi đang tháp tùng Tổng thống Trump.
Sau đó ông được đội ngũ y tế Scotland tận tình cứu chữa. Tuy nhiên ông đã qua đời vào sáng ngày 17 tháng 7 trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình và đồng nghiệp. Trong một tuyên bố, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, chúng tôi rất buồn và lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng một nhân viên mật vụ Mỹ chuyên nghiệp và làm việc trên tinh thần cao nhất đã qua đời. Chúng tôi cảm ơn các nhân viên y tế và cảnh sát Scotland cùng các thành viên trong đội ngũ y tế của Tòa Bạch Ốc đã tận tình cứu chữa. Tổng thống Mỹ có chuyến thăm Anh trong hai ngày 12 đến 13 tháng 7. Tại đây ông đã đàm phán với Thủ tướng Anh Theresa May, sau đó diện kiến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ông Trump tới khu nghỉ dưỡng ở Scotland, quê hương của mẹ ông, để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên với người đồng cấp Nga diễn ra vào ngày 16 tháng 7, thưa quý vị. Úc và Mỹ sắp họp về vấn đề quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc bà Marise Payne nói với tuyến đường vận chuyển ở Biển Đông trong 5 năm qua đã là nơi xây dựng các khí tài quân sự kiên cố của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bà Payne không nói là liệu Úc có nhượng bộ với mong muốn lâu dài của Mỹ rằng Úc cần có một lập trường rõ hơn bằng cách thực hiện các cuộc tập trận tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý, phần lãnh thổ tranh chấp mà Trung Cộng tuyên bố là của riêng mình. Bà bảo vệ quan điểm Úc là một đối tác rất mạnh trong khu vực. Tờ The Australian dẫn lời bà Payne nói, chúng tôi thường xuyên và liên tục truy tố vụ kiện và lập luận về quyền tự do hàng hải và giám sát. Chúng tôi đã không thực hiện một bước lùi trong sự việc này. Bà Payne và Ngoại trưởng Julie Bishop đang chuẩn bị gặp các đồng minh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo tại cuộc họp Osman của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao sẽ được tổ chức tại Đại học Stanford, California vào tuần tới. Cuộc họp diễn ra vào một thời điểm khó khăn đối với Úc khi mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra ở mức thấp sau cuộc tranh luận quốc gia kéo dài về sự can thiệp của Trung Cộng vào chính trị của Úc, thưa quý vị. Giáo sư kiêm nhà phê bình Mỹ Christopher Bonin bị Đại học Trung Cộng sa thải. Theo tin từ Reuters 17 tháng 7, giáo sư kiêm nhà phê bình Mỹ Christopher Bonin cho biết là ông đã bị Đại học Thanh Hoa sa thải và sắp rời khỏi Trung Cộng. Giáo sư Christopher Bonin đã có 9 năm giảng dạy ở khoa kinh doanh HSBC thuộc Đại học Thanh Hoa ở Thâm Quyến, Trung Cộng. Trong một bài viết trên trang blog cá nhân, ông Bonin cho biết là Đại học Thanh Hoa đã nêu rõ lý do chính thức tại sao ông không được tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, ông Bonin chia sẻ là ông biết rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến việc ông bị từ chối giảng dạy ở Trung Cộng. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, Bắc Kinh đã thắt chặt kiểm soát Internet và đời sống xã hội, cũng như tái khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản ở khắp các trường đại học và viện nghiên cứu. Trong khi đó, ông Bonin luôn công khai bày tỏ quan điểm cá nhân về những mặt tiêu cực của chính sách kiểm soát chặt chẽ ở Trung Cộng. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Bonin đã khai mào cuộc vận động trên mạng, kêu gọi nhà xuất bản Cambridge University Press, gọi tắt là CUP, từ chối yêu cầu kiểm duyệt của Trung Cộng. Trước đó, dưới áp lực của Bắc Kinh, CUP buộc phải cho phép chính phủ nước này quyền truy cập của hàng trăm bài nghiên cứu của các học giả. Sau cuộc vận động của ông Bonin, CUP đã thay đổi quyết định và ngăn chặn quyền truy cập các bài nghiên cứu, thưa quý vị. Ông Trump giải thích lý do không coi Nga là kẻ thù. Họ có quân đội mạnh, nhưng mọi người biết nền kinh tế của họ nhỏ hơn nhiều so với Trung Cộng. Tôi thậm chí không muốn dùng từ kẻ thù. Chúng tôi có thể cùng nhau làm việc và làm điều đó một cách hoàn hảo. Mọi thứ đều sẽ ổn và mọi người có thể chung sống trong hòa bình. Ông Trump trả lời câu hỏi liệu Mỹ có coi Nga là kẻ thù lớn nhất không trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã tuyên bố nhà lãnh đạo Nga là đối thủ, là một ngày nào đó có thể trở thành bạn. Theo RIA Novosti, hiện nay thì nhiều chính trị gia chống Nga ở Mỹ không chỉ sử dụng từ đối thủ để chỉ quan hệ với Nga, mà gọi nước này là kẻ thù. Bình luận về điều này, cố vấn cao cấp về quan hệ quốc tế của Tổng thống Nga là Yuri Ushakov cho biết là Moscow coi ông Trump là một đối tác của Nga. Ông Ushakov cho rằng Moscow và Washington không lý do nào chính đáng hay là thuyết phục để đưa nhau vào tình thế đối đầu ở thời điểm hiện tại. Quan hệ Nga-Mỹ rõ ràng là đã và đang trong khủng hoảng, và ông Ushakov nhận định, đồng thời nêu rõ những thách thức chung từ việc chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu tới các mục tiêu không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hay là các cuộc xung đột khu vực mà hai quốc gia đang phải đối mặt, thưa quý vị. Mã Lai và Trung Cộng sẽ thảo luận về các dự án bị đình chỉ. Một đặc sắc của chính phủ Kuala Lumpur dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Bắc Kinh vào thứ Tư 18 tháng 7 nhằm thảo luận về các dự án do Trung Cộng dẫn đầu hiện đang bị đình chỉ tại Mã Lai.
Chuyến thăm của ông Tundarim, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, sẽ mở đường cho tân Thủ tướng Mahathir Mohamad công du Trung Cộng vào tháng tới. Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 5, Thủ tướng Mahathir đã đình chỉ một số dự án đầu tư của Trung Cộng tại Mã Lai và cũng có nhiều ý kiến thẳng thắn về các hoạt động của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trung Cộng đã đẩy mạnh quan hệ với Kuala Lumpur trong những năm gần đây thông qua nhiều phương pháp như tăng đầu tư vào Mã Lai và đối thoại chính trị. Các mối giao thiệp này hầu hết diễn ra dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak đã dẫn đến nghi ngờ rằng Mã Lai đang trở nên quá thân cận với Trung Cộng. Vài tuần sau khi nhậm chức, ông Mahathir đã đình chỉ một số dự án do Trung Cộng tài trợ với lý do lo ngại khả năng tài chính. Trong các dự án bị đình chỉ có cả kế hoạch xây dựng đường hỏa xa East Coast Rail Link trị giá 20 tỷ Mỹ Kim, dự kiến nối bờ đông bán đảo Mã Lai với các tuyến đường hàng hải chiến lược ở phía Tây. Kuala Lumpur cũng đang điều tra xem liệu có phải chính phủ của ông Najib đã vay tiền từ ngân hàng Trung Cộng để giải quyết vụ tham ô quỹ 1MDB hay không. Trong nỗ lực nhằm ổn định quan hệ hai nước, Trung Cộng trong tháng trước đã gửi nhiều nhà ngoại giao và các viên chức kinh tế Kuala Lumpur để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Mahathir, thưa quý vị. Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về cáo buộc can thiệp bầu cử. TASS và Times của Israel đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ Antalovly Antonov vào ngày 18 tháng 7 cho biết là Moscow yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ vào năm 2016. Phát biểu với phóng viên, Đại sứ Antonov nhấn mạnh bất luận có bao nhiêu cáo buộc yêu cầu then chốt vẫn là phải cung cấp bằng chứng. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Sau người đứng đầu Tòa Bạch Ốc hứng chịu nhiều chỉ trích vì dường như đã tuyên bố Moscow không làm sai điều gì, hôm 13 tháng 7, giới chức Mỹ đã buộc tội vắng mặt 12 sĩ quan tình báo quân đội Nga trong một phần cuộc điều tra cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cáo trạng cho rằng các bị cáo là thành viên của cơ quan tình báo quân đội Nga, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.